bạn nên thường xuyên tập thể thao để có sức khỏe tốt nha. Mầm bệnh luôn ẩn náu xung quanh, chờ cơ hội lây nhiễm cho bạn đó. Cũng may cô ta đã có chuẩn bị trước, đeo khẩu trang vào là có thể tránh bị lây nhiễm. Có thêm sự trợ giúp từ bác sĩ nữa thì mầm bệnh phải bị tiêu diệt rồi. Bạn không nên khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng như thế đâu. Mầm bệnh luôn chờ cơ hội để tấn công cô đó. Tốt nhất là hãy đeo khẩu trang nơi công cộng. Dùng nước rửa tay sát khuẩn xung quanh nữa. Có như thế, bạn mới hạn chế nguy cơ nhiễm bệnh cho cộng đồng. Bạn thấy không khỏe trong người, có thể là do sức đề kháng yếu. Trời lạnh mà cô gái ăn mặc mỏng manh quá mà. Trời lạnh thì bạn nên mang đồ để giữ ấm cho cơ thể nha. Có như thế thì mầm bệnh không thể tấn công bạn nữa. Chưa hết, bạn cũng nên uống nước ấm vào sẽ dễ chịu hơn. Chỉ có cơ thể khỏe mạnh mới khiến mầm bệnh tránh xa. Hai cô gái đang đi dạo công viên mà chẳng hề mang khẩu trang gì cả. Một cô gái đang có nguy cơ bị bệnh rồi kìa. Nếu có nguy cơ mắc bệnh thì bạn nên giữ khoảng cách với người khác. Hãy dùng chiếc khăn giấy để lau tay cho sạch. Sau đó vệ sinh bằng nước rửa tay sát khuẩn. Ok. Làm như thế để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và mọi người xung quanh nha. Trước khi ra ngoài, bạn nên đeo khẩu trang hoặc dùng biện pháp để phòng dịch bệnh nha. Mầm bệnh luôn chờ chực để có cơ hội lây nhiễm cho bạn đó. Cơ hội đã đến rồi đây. Theo anh shipper tiến vào trong phòng cô gái. Nhưng cô ta rất có ý thức phòng chống vi khuẩn. Không mầm bệnh nào có thể xâm nhập được đâu. Hãy làm như cô ấy nhé. Dù bạn chỉ ở trong nhà, nhưng vi khuẩn cũng có khả năng xâm nhập. Nên quan tâm chăm sóc sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch cho bản thân. Hãy ăn các loại trái cây vì chúng cung cấp các dưỡng chất thiết yếu. Nếu không có sẵn trái cây thì các loại vitamin dạng viên uống lại là giải pháp tối ưu. Các loại vitamin rất tốt cho sức khỏe, giúp tăng cường hệ miễn dịch, từ đó giúp nâng cao khả năng phòng chống các loại vi khuẩn gây bệnh. Anh ta đã về đến nhà sau một ngày làm việc căng thẳng. Cũng may anh ta có cô vợ luôn cảnh giác trong vấn đề phòng bệnh. Lúc này thì cô bạn hồi cấp 3 của anh gọi đến. Phải diệt trừ mối nguy từ vi khuẩn, tiện thể diệt luôn cô nàng tiểu tam.
hai cô gái đang xem chương trình ca nhạc đang phát trực tiếp. Nhưng cô áo xanh có dấu hiệu bị bệnh rồi. Bạn không nên dùng tay chân mà chà lên mặt như thế đâu. Hãy sử dụng khăn giấy để phòng lây lan mầm bệnh nha. Hãy làm theo sự hướng dẫn của nhân viên y tế. Tuân thủ các quy tắc an toàn để hạn chế tối đa sự lây nhiễm. Thời buổi dịch bệnh, bạn càng nên học tính cảnh giác nha. Tên trộm đã lấy được rất nhiều tiền. Những thứ quý giá hơn tiền đó là khẩu trang. Đeo khẩu trang là cách hiệu quả để phòng chống vi khuẩn. Lúc này thì cô ta mới biết là mình bị mất trộm. Phải nghĩ ra cách kiếm khẩu trang cho cô bạn ngay mới được. Khẩu trang được chế tạo từ chiếc tất cũng xài được trong lúc nguy cấp đó. Nhờ thế mà mầm bệnh đã tránh xa rồi. Bạn dùng kéo cắt chiếc tất ra. Sau đó cắt hai bên để làm dây đeo là có thể sử dụng rồi. Thời buổi dịch bệnh nên cái gì cũng phải cẩn thận hết. Khoảng cách tiếp xúc an toàn giữa hai người tối thiểu là 2 mét đó. Chàng trai có vẻ không vui vì điều đó rồi. Trong lúc ăn uống cũng nên giữ khoảng cách an toàn nha. Và tất nhiên khi ngủ thì cũng phải tuân thủ điều đó rồi. Cô gái này cẩn thận quá mất rồi đó. Nhưng mà vì an toàn của bản thân và gia đình bạn, bạn nên cố gắng thực hiện nha. Hai cô bạn ham chơi game quá đi. Đã thế còn uống chung ly nước nữa chứ. Cũng vì ham chơi mà làm đổ ly nước rồi. Đã vậy hai cô gái còn dùng chung khăn tay để lau nữa chứ. Và anh bạn này đã có cách làm cho hai cô gái hiểu điều đó là không đúng. Mỗi người nên có ly và khăn riêng nếu không muốn bị nhiễm bệnh từ người khác. Vì sức khỏe của bản thân và cộng đồng, hãy cố gắng thực hiện bạn nha. Thời buổi dịch bệnh khi ra đường nên mang khẩu trang để phòng bệnh nha. Cũng nên kiểm tra nhiệt độ cơ thể nữa cho an toàn nha bạn. Kể cả thuốc cưng cũng nên đo thân nhiệt nha. Nhưng thú nhồi bông mà đo thân nhiệt thì hơi quá rồi đó. Cẩn thận như cô gái này để dịch bệnh không thể lây lan nữa. Cô gái đã về đến nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng cái tính bừa bộn của cô ta vẫn chưa sửa đổi được. Bạn cô ta là một người rất gọn gàng. Thấy cô ta thế này thì khó chịu ngay. Phải tập sống gọn gàng chứ bạn. Đó là thói quen tốt mà.
cô nên thu xếp đồ đạc lại đi. Hãy cắt khẩu trang ra để tránh trường hợp tái sử dụng đại. Sau đó vứt vào thùng rác có nắp đậy cho an toàn.